Hay, xin chào tất cả quý con nông dân mình nha Đây thì hôm nay thì Nam cũng đang có mặt tại vùng đất của Vĩnh Long. Thì vùng đất này thì quý con nông dân mình thấy là hiện tại giờ thì vùng mít đang xử lý làm bông theo quy trình của bên Nam. Thì ngày hôm nay thì anh em cũng đi qua đây để xem thử đây. cái cây nó nhú được cái mầm hoa như thế nào. Thì hiện tại thì trước mặt quý bà con nông dân mình đây thấy đây là hiện tại giờ nó đang nhú cái cựa gà ra rất là nhiều luôn à, cái vườn này thì ảnh cũng trồng theo kiểu hình thức là mít lùng như nam nha ảnh cưa đọt ảnh tề đọt ảnh chủ yếu là ảnh chừa cái tầng ngang thôi đây thì quý bà con nông dân mình thấy nè hiện tại giờ nè nó nhú nè à, nó nhú nè li ti li ti li ti ra hiện tại giờ cựa gà nó nhú rất là nhiều đây vườn mít ảnh nè ừ, quý bà con nông dân thấy không đây thì ảnh ảnh cưa ảnh tài đọt cái chân luôn thấy không bây giờ nè hiện tại giờ nè nó nhú cái búp bông ra nè nhú nè nó nhú nè li ti li ti ra nè rồi nhú ở đây nè ở nhú ở đây nè tại nhiều khi mình quay cái màn hình á thì nhiều khi nó bị hơi gung lắc á thì quý con nông dân mình nhiều khi cũng thông cảm dùm cho nam biết rằng là nhiều khi nó không mình không có gọi là không có những cái thiết bị đây chân nè chung là dùng bích này thì à, góc cũng khá là to góc như thế này hai quành tay của mình hai quành tay nó bị bị, bị giáp cái góc luôn á mà do nhỏ là anh chăm sóc hơi kỹ là anh tề đọt anh tạo tán cho cái cây thì anh cắt đọt hết nè anh cắt anh làm mít lùng mà hiện tại giờ thì ngày hôm nay thì nó nhú nè nhú gà li ti li ti lại nhú gà điều bon luôn rồi đó nào, những cái này là cái cửa gà nè, thường hay còn gọi là cái cửa gà đó. nhú quay nè. Cây nhú nè. Nhú nè. Cái này thì nữa mặc sức đi tỉa. Đi tỉa bỏ bớt bông. Thì chủ yếu là gì mình làm hình thức là bông bông tập trung như thế này á thì nó sẽ có nhiều cái tiện lợi cho quý bà con nông dân của mình. Thứ nhất là gì? Mình tuyển bông, lựa chọn bông thứ hai nữa, mình sẽ tập trung như vậy mình sẽ ngừa được cái vấn đề sơ đen. Tại sao mà thường thường là những vườn mà xử lý là bông như theo quy trình của bên Nam á thì tỷ lệ sơ đen nó sẽ giảm khá là đáng kể. Là do là gì khi mà bông nó sẽ ra là nó ra cùng một lúc. Rồi lúc đó chúng ta sẽ xịt ngừa sơ đen như siêu nấm siêu phẩn là cái chai MD chín cộng với cái gói siêu nấm là chúng ta phun để ngừa cái vấn đề sơ đen. Còn tập trung mà mình phun là phun phải tập trung thì mình sẽ hạn chế khống chế được cái vấn đề sơ đen vườn thì nói chung là khá là đẹp luôn đó quý vị quý con nông dân mình thấy là hiện tại giờ bắt đầu là ảnh trong thân ảnh đã nhú ra những cái cựa rà nhú ra li ti li ti li ti rồi thì hẩm gà thì nói chung là anh em làm vườn mít á thì cũng hẩm gà cũng khá là 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 hồi hộp hồi hộp ở đây là gì là mưa quá mưa là sợ nhiều khi nó không ra bông nó không có ra bông thì anh em cũng hỗ trợ nhiệt tình với tất cả các con nông dân của mình thì ở đây thì à, vườn này thì hiện tại giờ đó, đang mua à, vật tư nông nghiệp của đại lý Năm Sơn ở à, Long Hồ của Vĩnh Long thì hôm nay thì Nam qua Nam hỗ trợ kỹ thuật tiếp à, cho chỗ nhân viên bên đây hôm nay thì à, quý con nông dân của mình ví dụ như ở Long Hồ nè à, mang thích nè thì cứ liên hệ chỗ đại lý Năm Sơn thì bên chỗ đại lý Năm Sơn thì cũng chiên bán sản phẩm của bên Nam thì vườn này thì ảnh cũng đang mua vật tư nông nghiệp của đại lý Năm Sơn luôn đó đây, thì bà con nông dân mình thấy hiện tại giờ cây thì năm thấy là nhú là coi như là khoảng 99% trên giường. Thì hiện tại giờ cây nào cũng thấy cũng nhú đều hết. Nè, cây này nhú nè, nhú li ti li ti nhú hết trơn nè. Còn về cái vấn đề là gì? Ở đây là một trong những nhà giường mà gọi là Nam cũng nể phục luôn á có nghĩa là quý bà con nông dân mình biết không ảnh phun bằng hình thức là máy bay phun vườn này nè <laughs> nam nghe nam cũng thấy mình cũng bỡ ngỡ hồi xưa tới giờ là coi như là làm bích thái đâu có ai mà phun bằng máy bay nhưng mà đặc biệt là vườn này là ảnh phun chơi bằng cái máy bay mà thường thường phun lúa đó quý bà con nông dân mình biết đó diện tích mà nhiều người ta phun bằng máy bay á à, ở vườn này là phun bằng máy bay luôn nè bữa đó thì à, nam chỉ nghe, nghe nói nếu mà trường hợp mà nam có dịp thì nam quay là cái clip đó gửi tất cả với con nông dân mình nè bữa nay nó nhú cái cửa gà ra nè chung là khá là ổn rồi ok rồi này là ngon lành này vườn này thì nó ra là coi như là 99 phần mà nó ra bông mà tại vì sao cái cửa gà giai đoạn này nam xác định được bông hay là gió loại nghĩa là bông á, thì nó sẽ nhú nó sẽ mập ra cái bắp bông nó sẽ mập còn nếu mà trường hợp gió thì cái búp này nè cái búp này nó nhọn quắt à nè cái búp này nó nhọn quắt à là đó là gió còn như chẳng hạn một số búp như thế này là bông không nè toàn bộ là bông giường thì anh đi hệ thống tứ hết trơn luôn nè quý bà con nhà mình thấy là hiện tại anh đi cái hệ thống tứ này cũng khá là bộn tiền nè đây hệ thống tứ nè ồ đi bằng ống ống bình minh không á này là 100, 114 ống này 114 làm ống cái chẻ ra ống 60 chẻ ra ống 60 kìa bình bản nữa kìa dùng mít nè nếu mà dùng mít này thì ảnh cũng làm bên Nam là từ lúc cây con tới ngày hôm nay thì bên Nam hỗ trợ kỹ thuật để xử lý làm bông hồi xưa thì hỗ trợ kỹ thuật để chăm sóc cây mít con chảnh. Bây giờ thì tới giai đoạn này thì bắt đầu là cây cũng đã đủ tuổi đủ ngày tháng rồi thì bắt đầu là bên nam hỗ trợ ảnh để xử lý làm bông luôn để cho nó ra bông tập trung để anh bán cho nó tiện hơn. Chứ nhiều khi thì mít Thái thì một số anh em cũng nói đúng. Đó là gì? Mít thì cắt cành, chanh thì cắt rễ là nó sẽ ra bông. Ý nghĩa là cái câu nói đó ngày xưa giờ của ông bà mình là là là, là làm gì thì nó ra bông thì đúng á cái câu nói đó ông bà mình nói lúc nào cái câu nói nào ông bà mình nói cũng đúng hết nhưng mà mình đúng trên cái gì đúng trên cái số lượng số lượng ví dụ như trên giường của mình hiện tại mình trồng theo kiểu hình thức kinh tế mà trồng theo kiểu hình thức kinh tế thì mình làm sao để cho nó áp dụng được cái vấn đề là gì cái kinh tế mình nó cao như chẳng hạn là uh, nam trồng khoảng 5 cây mít hoặc là nhà năm nào trồng khoảng bốn năm cây chanh thì nam làm điều kiện đó được lại gì mít nam sẽ cắt cành chanh nam sẽ cắt rễ thì nó sẽ ra bông đó còn nhìn mình trồng ở đây là cái số lượng là nói chung là cái số lượng nó nhiều chạy theo kiểu hình thức là kinh tế mình trồng theo kiểu hình thức kinh tế thì nó sẽ khác hoàn toàn một số anh em thì cũng vô bình luận với nam là nói uh, mít thì cắt cành chanh thì cắt rễ đúng rất là đúng tại vì những câu nói đó là của ông bà mình ngày xưa tới giờ rồi mình không có nói được câu nói đó rất là chính xác của ông bà mình thì câu nói đó là chính xác đó nhưng mà mình áp dụng trên cái diện tích nhiều thì mình áp dụng không được tại vì mình trồng theo kiểu thức kinh tế mà thôi thì năm quay lại đây là một số cái hiện tượng mà hiện tại giờ á là giường mít mà nó đang nhú cái cựa gà như thế này thì quý bà con nông dân mình biết đó thì mưa hỏng gày thì khá là nhiều ảnh cũng sợ là là cái vấn đề là cái đọt nó ra cái đọt nó ra thì dẫn đến tình trạng là bông của ảnh nó sẽ ốm và không tập trung được nuôi cái được bông thì nhưng mà nam nói là anh yên tâm cái giường của anh không sao hết nói chung là ra bông rất là ok đó thì ngày hôm nay thì năm qua năm xem thì năm thấy là cái cựa ra nó đã nhú ra nói chung là điều dương lá của ảnh thì quý con nông dân mình biết nè đây lá rất là xanh rất là đẹp luôn khi mà ảnh phun cái sản phẩm của bên nam á, thì thì cái điều kiện để giúp cho cái cây để nó ra bông á, là gì cái lá nó xanh nó dày như thế này ừ, dày cui luôn hồi nhỏ thì anh đó cái giường này anh nó xài phân hữu cơ nè 007 và buna sa băng của bên nam thì cái cây của anh rất là mau lớn thì tiếp theo đây thì tiếp theo một cái giai đoạn này cũng khá là quan trọng để chúng ta nuôi cái lượng bông cho nó mập lên nuôi cái lượng cựa gà này nè cho nó ra được nhanh và nó được mập lên thì nam sẽ tiến hành là nam sẽ cho gãy phân Gãy phân ở đây thì nam sẽ đi cái công thức là năm bao 007 cộng một bao buna sa băng cộng thêm một bao ba số 16 à, tại vì tháng mùa mưa thì tháng này tháng mùa mưa thì nam sẽ cộng thêm một bao ba số 16 để làm gì cho nó dằn lại cái lượng đọt lại không cho ra đọt mà sẽ nó sẽ có đầy đủ cái hàm lượng đạm lăng kali để cho cái cây của chúng ta nó sẽ hút được cái hút được lên để nó nuôi được cái lượng cựa rà và cái lượng bông sau này về cây của chúng ta thì khi mà tư khi mà gãy phân xong rồi ấy, thì khoảng uh, 7 ngày sau thì nam sẽ đi cái thuốc thùng thuốc thùng đó là cái xô uh, cái xô kéo bông xô kéo bông cộng với cái hu mít để nằm tứ ở dưới gốc để cho hỗ trợ thêm để nó kích thích cho cái cây nội tố của cái cây của chúng ta nó bật cái lượng bông ra cho nó được mập cho điều trên giường chúng ta hơn thì hiện tại giờ thì cái đó là một cả một cái quy trình đó thì bây giờ là trước mắt là gãy phân gãy phân xong rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ tưới thuốc thùng thuốc thùng xong rồi chúng ta sẽ kéo bông và chúng ta sẽ ngừa sơ đen ở giai đoạn này mùa năm nay là cái tỷ lệ là mưa nó sẽ về chảy nha với con Bà con nông dân của mình làm bông mít tháng này tháng này á thì cẩn thận dùng cho nam cái vấn đề sơ đen sơ đen thì thì anh em nói là sử dụng những cái hoạt chất như mấy cái thuốc gì đó nam nói chung đại khái nam nói không được nhưng mà theo như nam những nhà vườn đã làm chung với nam nhiều năm qua thì bà con nông dân tự đánh giá với nhau á là cái sản phẩm là người sơ đen thì cái chai MD 79 với cái gói siêu nấm khá là hiệu quả Xài nói chung là trên giường là rất là đạt đó. Thì đó một cái điều đáng mừng Thì mà Nam giới thiệu cho quý bà con nông dân của mình Với những cái sản phẩm chất lượng Để cho quý bà con nông dân mình xài cho nó hiệu quả trên nhà giường này nhú hết trơn nè ơi nè, nhú búp hết trơn nè Hiện tại cưa đọt chân là mít lùng nay nhú ở đều quá này là tương đối là nói chung là đều trên giường rồi làm thấy là khá là ok nè búp bông nè mập thù lù rồi, mới nhú cửa gà ra mà nó đã mập rồi và hiện tại giờ nó cũng đã thấm thuốc nè li ti li ti nè nhú ra nữa nè khi mà con nông dân mình biết đó khi mà chúng ta xịt những cái bộ làm bông của bên nam á đó, đó, là những cái dạng như là 10-60-10 mkb ra qua đồng lọt á À, nếu bà con nông dân nào mà sợ ví dụ như mình sợ bị đỏ lá trong thân á, thì mình có thể mình cộng thêm cái chai amino combi 79 dùm cho nam để nhằm mục đích là gì nó tăng cường cái nội tố của cái cây lên không có để cho cái cây của chúng ta nó bị vàng vàng cái lá ở trong thân nhiều để cây chúng ta không bị mất sức thì nếu bà con nông dân mình ít mình mua được cái chai đó thì mình có thể mình cộng vô để mình xịt thì à, cả một cái 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 quá trình thì xử lý làm bông thì nam cũng có chia sẻ nhiều cái video rồi thì ngày hôm nay thì nói chung là nam cũng không có xin nhắc lại nếu mà quý con nông dân nào mới xem clip này thì có thể quay lại những clip sau của nam á nam có làm những cái clip là rất là rõ về cái quy trình xử lý lầm bông trên cái cây mít thái thì ngày hôm nay thì quý con nông dân mình thấy là nó nhú cái cựa gà ra nè nè đó nè đây nè nhú đi ti ti nè nói chung là đi hiện tại giờ nam đi nam thấy là cây nào nó cũng nhú hết rồi như chẳng hạn cây này đi đây nè nhú nè hiện tại giờ nhú này nè nè búp ra nữa nè búp ra nữa nói chung là giường này hiện tại giờ thì nó nhú là theo như mà theo như nam quan sát á là cỡ khoảng tầm khoảng từ 99 phần trăm là cây nó đã nhú ra bông nhú ra giai đoạn này là chúng ta phải kỹ nha giai đoạn này kỹ dùm cho nam giai đoạn này nếu mà trường hợp chúng ta không đủ dinh dưỡng thì sau này cái búp bông của chúng ta nó sẽ ốm nó sẽ nhỏ giai đoạn này rất là kỹ nè giai đoạn này bởi vì ra là thường là giai đoạn này chuẩn bị mà bà bầu á mà chuẩn bị đi đẻ phải ăn đầy đủ vô để cho con chúng ta nó sẽ nặng ký sẽ được gọi là nó lúc mà xanh á nó sẽ con chúng ta rất là khỏe thì đó là một cái cây thì nó cũng y gan như con người của mình thôi chứ nó đâu có khác gì đâu đó thì khi mà giai đoạn này thì chúng ta phải dinh dưỡng chúng ta phải thuốc mạnh vô mạnh thiết mạnh vô thì bắt đầu là gì khi mà ra bông ra trái trái sẽ rất là đạt Tại sao mà những nhà vườn mà thường thường Nam làm, Nam quay clip đó, là trái của Nam rất là đặc là do cái vấn đề là gì? Cái giai đoạn bông này nè, Nam thúc rất là mạnh tay. Khi mà tới giai đoạn ăn trái rồi á thì nói chung là Nam rất là nhẹ lại. Nam giảm cái chi phí lại cho quý con nông dân nhà vườn của chúng ta. nay nó nhú ra hết trơn rồi. Điều rồi. Nói chung là vườn này là một trong những vườn à, anh cũng xem clip mà mít lùng của Nam nè. Anh đã cưa đọt tề đọt làm mít lùng hết rõ hết chân luôn thấy không. <laughs> à, nhú nè. Hiện tại thì ngày hôm nay thì à, Nam cũng nghe những cái thông tin từ những anh em lái mít thì cắt mít á. Cái giá mít hiện tại về á là chắc có lẽ là vài ngày sắp tới đây là nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 450.000đ, ngàn, 40 000 ngàn. Nó sẽ lên 40 000 tại vì uh, chuyện qua, chuyện qua là nó đã lên được 35 000 rồi. 35 ngàn một ký rồi đó thì cái điều kiện để giúp cho quý bà con nông dân của mình có cái động lực để chúng ta làm bông trên cái cây hoặc là chúng ta nuôi trái để tăng cường vào cái dinh dưỡng cần thiết để giúp cho cái cây của chúng ta nó đủ lực đủ mang trái đủ độ ký để chúng ta bán cho nó có giá hơn đó thì quý bà con nông dân mình biết đó thì nam á nam làm cũng nhiều cái clip và nam đi thực tế rất là nhiều và nam xử lý vườn rất là nhiều vườn mít thì Nam thấy là như thế này hàng năm của chúng ta thường là tháng 7 tháng 8 tháng 9 thì giá mít lúc nào nó cũng đỉnh điểm và cả thậm chí là gì qua tháng giêng tháng 2 đó là giá mít nó sẽ đỉnh điểm còn nếu mà trường hợp chúng ta ngần ngại hay là chúng ta sợ chúng ta sợ là gì sợ cái đầu tư vào mà chúng ta sẽ nhiều khi sẽ không có thu lại được đúng theo quan điểm của nam cũng vậy hồi xưa thì nam năm làm ruộng thì bây giờ thậm chí là nam đã lên cái miếng giường ở nhà của nam thì nam cũng có cái tâm lý là gì có nghĩa là mình đầu tư vào mà mình không biết là mình có lấy lại được hay không thì cái đó ai cũng vậy hết tại vì sao mình trồng theo kiểu hình thức kinh tế mà mình đang tính theo kiểu hình thức kinh tế thì ai cũng là phải kiếm được cái kinh tế kiếm được tiền lợi nhuận thì mới dám đầu tư hiện tại giờ quý con nông dân mình biết đó, cây mít thái là một trong những cây gọi là nó đi xuất khẩu qua Trung Quốc xuất khẩu qua Trung Quốc cái nhất cái thứ hai nữa là chúng ta không đầu tư vào ban đầu như chẳng hạn giai đoạn làm bông giai đoạn làm bông này đi mà chúng ta không xử lý làm bông chúng ta bỏ cây thì biết chừng nào chúng ta biết có được cái trái thì chúng ta bán như vừa rồi đó, là tháng 2, tháng 3 đó nam xử lý một số nhà vườn của nam á là giai đoạn đó đó hầu như một số nhà vườn mà không xử lý theo nam nha thì quan điểm của bà con nông dân nói với nam như thế này xử lý làm bông rồi tới giai đoạn đó bán không được rồi sao giai đoạn đó không có giá rồi sao nói chung là nam nam biết cái tâm lý của bà con nông dân của mình còn một số nhà vườn của nam thì vẫn xử lý làm bông mùa nghịch đàng hoàng tại sao tại vì họ đã làm với nam nhiều năm qua họ đã biết được ừ tháng nào có giá và tháng nào nó sẽ tụt giá À, thì nếu mà trường hợp nhà vườn nào mà xử lý chặn vừa rồi với nam đi thì họ đã họ đã bán được rồi họ đã bán được họ đã bán được tháng 7 tháng 8 này nè họ đã bán được rồi đó còn một số anh em mà nhiều khi không xử lý làm bông á thì bây giờ mới quay lại xử lý làm bông là có nghĩa là bán cho tháng giêng tháng 2 đó đều đáng đáng tiếc không anh em cứ mình mạnh dạng làm mình né dùm cho nam lại gì ví dụ như cây mít này nè tháng 11 nè, tháng 12 mà nó tự ra bông đó đi vuốt bỏ dùm cho năng Tại vì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mùa thuận. Đó, thường thường là mùa thuận thì giá lúc nào cũng gì qua tháng 4 tháng 5 là nó rẻ bèo. Bởi nhìn ra là gì mít mình trồng cái cây trái mình phải đón giá đi đầu, đi rồi mình thu hoạch vào tháng nào chứ để em chịu mà bị quen cái mình để cho nó mùa thuận nó tự ra tự ra mình chừa lại mình bán vô tháng 4 tháng 5 tháng 6 là coi như thua. Nó đâu có giá đâu Tháng tư 5, 6 là giá nó ghé bèo Chẳng gì rồi Mấy ngàn ký, ba ngàn ký Không đủ tiền phân Nhưng mà ngược lại tháng 7, tháng 8 Quý con còn nhau thấy không Giá lúc nào cũng gì Ngon lành Thôi Nói chung là thôi quay tới đây thôi Kết thúc video nha mọi người Vô nói chuyện với anh chủ giường cái đây nè, Anh chủ giường nè Đó Đây đây Giờ này mình vô Nãy giờ đi hết trơn cái giường luôn ổng mới vô Đó đang đứng viên gì Di là một trong những nhân viên đi xuyên suốt với nam nói chung là cả quá trình hai anh em đi từ cả thậm chí miền đông miền tây anh em đi xuyên suốt luôn á dụ như anh em làm thì nói chung là chỗ gì thì nó nói chung là nó, nó cũng chịu cực chịu khó cùng với nam đi nhiều khi hai ba giờ chiều với ăn cơm nước dùng là giết nó ấm nhơm ấm nhách nhắc những con cò chứ, cò bỏ đói vậy. Thằng chắc là ủi con đồng dân mình biết đó đi vườn thì nó cũng có cái vui và nó cũng có cái mệt vui ở đây là nhiều khi ví dụ như mình vô nhà vườn mình thấy ở ví dụ như bà con nông dân xử lý làm bông nó ra bông như thế này hoặc là nhiều khi bà con nông dân mình bán có giá nè chúng mùa mình cũng vui chứ vui nhưng mà mệt là mệt gì mệt cái là mình đi xuyên suốt á thì cái 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 lực của mình cái thể lực của mình á nhiều khi nó không cho phép cái thứ hai nữa là mình đi đuối nhiều khi về chiều gì á Nam không phải là Nam kể gì Ví dụ như nguyên một ngày gì nè Nam đi giường gì nè Nam không có không có 3G, 4G Cái nhiều khi anh em đang cần cái chuyện gì gấp á Cái anh em gỡ qua Zalo cho Nam Cái thường thường là chiều gì là Nam mới check in không à Nam biết coi lại những cái dòng tin nhắn anh em nhắn tin cho Nam Đầu Nam biết xử lý Nam biết điện lại nữa cho anh em nữa Là văn đêm hầu như là Nam nhắn tin xuyên suốt Với tất cả quý con nông dân của mình luôn á Đêm nào cũng gì hết sao anh chủ vườn vậy vậy ủa sao mới nãy nói gì không ra gì mà trời trời đi giờ tỉa bông <laughs> nãy giờ là coi như là đi từ đầu vườn cuối vườn lỡ ra khoảng 99% rồi đó em chừa lại có con cây đó quê nữa đi tỉa đã luôn rồi chứ đó ừ. <laughs> đó giờ mình nói người thật việc thật đàng hoàng đây là một trong những vườn mít đầu tiên của miền tây luôn mình dùng từ miền tây luôn á là dùng thờ lấy cam mà xịt xịt mít để làm bông Ờ, bữa đó mà có nam thì năm qua năm quay clip gửi đến tất cả quý con nông dân mình xem mướn thẳng luôn quay luôn rồi xịt luôn mà xịt đó là 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 là, là... cũng ok mà phải không anh em thấy cũng tiết kiệm mà phải không hả chục công này cũng bỏ ra 500 trăm ngàn cũng xịt rồi nói chứ không có nghe quý vị mình nói chơi á để nhiều khi nói ra <laughs> như đâu mà năm trăm ngàn rẻ với mày <laughs>